Các bạn thân mến, đây là Cao Lãnh Đồng Tháp. Thì các bạn thấy ở đây là cái chợ ngã tư Đèn Dầu. Chợ ngã tư Đèn Dầu, đường này là đường Lê Lợi các bạn nha. Thì các bạn nhìn lên trên á, các bạn thấy là hai cái hàng đèn phía bên trên á là treo là, bạn thấy đèn dầu thấy không? Nhưng mà bây giờ là xài hoàn toàn điện hết rồi. Ngày xưa chắc có lẽ cái chợ này là, nếu mà mình về mình phải xem lại lịch sử thôi xem. Ngày xưa chắc có lẽ là người ta sử dụng chợ này treo bằng đèn dầu không? Đó. Nó ở hàng bên trong nhìn giống như đèn măng sông. Đó. Giờ thay thế bằng đèn điện hết rồi. Đó, đây là chợ Đèn Dầu. Ngày xưa ở đây là người ta thắp đèn dầu không hả chị? Không biết hả? Đèn dầu không à.